Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vào chiều qua đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về việc thực hiện kết luận thanh tra để Chính phủ ban hành bổ sung cập nhật kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng chủ trì tại điểm cầu Đồng Nai. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ đã nghe các tỉnh Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trong kết luận thanh tra Chính phủ đã được đưa vào danh mục dự án tại quyết định 262. Hầu hết các trường hợp kết luận thanh tra đã rõ, chỉ liên quan đến việc chậm tiến độ, không vướng mắc về pháp lý, không vướng về chồng lấn quy hoạch, không mâu thuẫn với 9 tiêu chí đã được ban hành thì Chính phủ cho phép triển khai thực hiện. Đối với 154 dự án được nêu tên tại kết luận thanh tra số 1072, Bộ Công Thương phối hợp với Thanh tra Chính phủ, các địa phương và cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, tiếp tục thực hiện theo quy định trên nguyên tắc không để lãng phí nguồn lực đầu tư của nhà nước và doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả. Đối với các dự án điện gió đáp ứng 9 tiêu chí mà chồng lấn với khu vực quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan đề xuất đưa các khu vực khoáng sản chồng lấn này ra khỏi quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản để bổ sung vào khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành, bảo đảm hài hòa lợi ích phát triển của địa phương, các doanh nghiệp, nhà đầu tư có liên quan.